cả nhà, bữa nay nhậu cả nhà ơi. Nghe hai cha con nhậu cả nhà ơi. Nó nhậu thịt bò nè, cá hồi nè, tôm nè. Bà để nằm bề, bề ngang của cái cọc đứng đó, hồi cái ra cái miếng thịt nó không có cọc đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Thơm quá. Tôm nữa kìa ba. Tôm tôm. Lửa gì được không ba, hay là hạ lửa xuống bớt được phải không? Hấp dẫn không em cả nhà ơi, xèo xèo luôn. Hạ lửa bớt, hạ lửa bớt, hạ lửa bớt nha. Bên nãy con mở hết tông luôn mà hả. Thêm bơ vô, thêm bơ vô, thêm đại nhiều bơ vô. Cá hồi, thịt bà ướp. Thơm quá cả nhà hồi, cả nhà ơi. Mấy cọng rau vô luôn ba. Mấy rau vô luôn đó. Bỏ nhiêu mà. No, no, cọng rau này rau để kẹp thịt bò này nè. Đó, đúng rồi đó, đó. Giống như bên Việt Nam mình ăn ấy á. Chín rồi. Thấy vậy chứ bên trong chưa chín rồi. Rồi nãy mình bị, mình để lửa lớn á, bị áp á. Bít nít tại nhà cả nhà ơi. Thường thì đi picnic ở ở biển nè, ở hồ nè, thì hôm nay có dấu hiệu là buổi chiều trời sẽ mưa nên không có đi picnic ở hồ được, nên mình ở nhà đi. Mình cũng có hòn non bộ nè cả nhà, mình ngồi mình ăn mồi rồi mình uống bia xong rồi mình thư giãn cùng tiếng chảy róc rách của hòn non bộ, quay quần bên gia đình ha cả nhà. Thêm lửa không ba, hay là vậy được ba? Được không? Tại nhà cũng có núi nè, khỏi nhà cũng có núi non luôn nè, có nước chảy róc rách luôn. Biển sóng vập vồ, còn này nước chảy róc rách. Chắc con thêm lửa tí hơn ba ha, tại vì có gió á. Đó, được rồi đó. Cỡ vậy là chuẩn rồi đó. Ăn với salad nè cả nhà, cuốn thịt bò. Đơn giản vậy thôi, cây nhà lá vườn. Thịt bò, cá, tôm, cây lá chợ. Hồi nào không phải lá vườn này. Ra đánh bắt ở chợ. Lá chợ. Phía sau lưng em còn nhiều nhân vật lắm mà trốn, mà trốn máy quay không ai chịu vô chứ. Trốn máy quay hết rồi. Nhân vật chính ngồi một mình một cõi, quá trời mồi luôn rồi. Xây mồi, nhân vật chính xây mồi rồi. Ba nướng, ba em chiên nè.
Màu sắc đẹp quá ba ơi. Thơm quá trời thơm. Ớt hôm qua nãy thấm quá trời luôn. Thịt bò thơm quá. Rồi thưởng thức đi ba ơi. Nước tốt nữa kìa ba. Có cái con bay là con ong đó nha cả nhà. Mùa này ong lắm, rất là nhiều ong luôn. Không phải con ruồi, con ong nó bay bay. Quá tuyệt vời luôn, quá ngon. Ba nhai nhai ba cho ba thấy sao, ba thấy thấm không? Ngon quá trời ngon luôn. Ướp hôm qua luôn mà. Nè có nước sốt ớt nè ba. Nước sốt ớt. Đây, nước sốt ớt đây ba. Ba lấy bánh luôn. Chấm với ớt cây cây the the đã. Con hạ lửa ha. Nhớ hồi nó bắn tè le luôn. Rồi, chín rồi. Rồi được rồi, chín quá trời. Hình như mưa tới. Mưa. Thời tiết báo hay thiệt. Nói mưa, có mưa nhỏ. Mưa mình đem dù tới. Để con hạ lượng nhỏ nhỏ nữa. Nhỏ gì được rồi đó. Để mình đem dù vô 30 tới.